Xin chào các bạn đã quay trở lại với bản tin gặp nhau cuối ngày. Ngày hôm nay là thứ 6 ngày 13 đầu tiên của năm 2017. Và ngày hôm nay có những thông tin gì nổi bật thì mình sẽ cùng với các bạn, chúng ta sẽ cùng tổng hợp lại ngay bây giờ nhé. Sau loạt thất bại hài hước vì quên vũ đạo trong phần Run Dance của Weekly Idol tuần trước thì các anh chàng Big Bang đã quyết tâm chinh phục đỉnh cao nhảy múa bằng cách là sẽ thi đấu xem ai nhảy vũ đạo nhóm nhạc nữ đẹp nhất, và trọng tài cho màn quyết đấu này chính là cậu em út sành điệu Sungri. Và chắc chắn là bạn sẽ cười bò với màn trình diễn vũ đạo có 102 của người đàn ông có thù với nhảy múa, đó chính là Top. Tất nhiên là phần thi thì phải có người thắng người thua rồi, và với bản cover hit gây bão năm 2016 Pick Me không thể dễ thương hơn, và phần thắng cuối cùng đã thuộc về GD. Màn so tài chưa được dừng lại khi năm anh chàng được thách thức nhảy bang 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 với cấp độ nhạc nhân 2, và phần thử thách mới này rất đặc sắc của Weekly Idol. Mặc dù là cả năm anh chàng đều rất sung sức khi nhạc nổi lên, tuy nhiên thì sức khỏe có hạn nên chưa thể kết thúc điệp khúc thì tất cả đã đều bỏ cuộc và nằm lăn lê trên sàn luôn. Mới đây thì clip chú rể cùng bạn bè mở màn đám cưới bằng điệu nhảy ở trên nền nhạc Ông Bà Anh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Sau khi đăng tải trên fanpage hơn 8 triệu thành viên thì đoạn video này đã nhanh chóng thu hút được 3,5 triệu lượt xem. Để tạo niềm vui bất ngờ cho cô dâu và mọi người thì chú rể đã quyết định cùng với bạn bè thực hiện màn biểu diễn đặc biệt này. Theo đó thì những người tham gia đã thể hiện rất nhiều cung bậc cảm xúc của tình yêu thời xưa và thời nay. Hai nhân vật chính trong hôn lễ này đó chính là Trần Trọng Nghĩa quê ở Cà Mau và Trần Thị Thanh Mỹ quê ở Nha Trang. Cả hai thì hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cô gái 25 tuổi đang sống tại bang Florida, Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi đánh và cắn vị hôn phu của mình sau khi cô không hài lòng với chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã tặng cho cô. Theo hồ sơ của vụ án thì Benedio và bạn trai vừa đính hôn với nhau được một tuần. Trước khi đó thì họ bắt đầu tranh luận và có những cãi vã về chiếc nhẫn mà bạn trai đã tặng cho cô để cầu hôn. Benedio nói với vị hôn phu của mình rằng cô không hài lòng về chiếc nhẫn và muốn kết thúc mối quan hệ với anh nên đã hẹn anh đến nhà cũ của mình. Tại đây thì cả hai tiếp tục tranh cãi và Benedio đã nhặt tấm ván gỗ lên tấn công vị hôn phu của mình. Cảnh sát đã được những người xung quanh gọi đến hiện trường ngay sau khi nghe những tiếng ồn ào. Sau khi sự việc được truyền thông đăng tải thì nhiều người cho rằng vị hôn phu của Benjo đã may mắn đã tránh được một viên đạn, bởi lẽ là mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nữa rất nhiều nếu hai người làm đám cưới và Benjo không hài lòng với chồng về một chuyện gì đó. Một người phụ nữ đã thẳng tay tát vào mặt nữ nhân viên sân bay Stansted London, Anh vì không thể lên máy bay do đến muộn. Đoạn video do một người có mặt tại sân bay Stansted quay lại và đăng tải trên mạng xã hội với một dòng chú thích là hành khách đến muộn tát nhân viên sân bay vì cô ta đến muộn và vào cổng 43 đã đóng. Theo như lời kể của nhân chứng thì sự việc mới xảy ra vào hôm thứ Hai ngày 9 tháng 1 sau khi nữ hành khách thô lỗ này đến muộn giờ và không thể đáp chuyến bay tới Athens. Một nhân viên của công ty dịch vụ hàng không Swissport cũng đã lên tiếng xác nhận về sự việc này. Người này cho biết thêm là vào ngày hôm đó thì nữ hành khách kia đã mang quá nhiều hành lý xách tay mà không chịu trả thêm tiền và đóng gói lại. Phát ngôn viên đến từ phòng cảnh sát Essex đã cho biết là nhận được thông tin về vụ hành khách hành hung nhân viên tại sân bay Stansted vào ngày 9 tháng 1. Nữ hành khách sau khi đó đã không được đáp bất cứ chuyến bay và cũng như là bị mời khỏi sân bay đó. Do hiểu nhầm lời hướng dẫn của cha nên cậu bé đã có những hành động ngây ngô khi tập bóng chày khiến cho người xem không thể nhịn được cười. Clip cha dạy con đánh bóng chày hiện tại thì đang được dân cư mạng vô cùng thích thú và chia sẻ. Trong đó thì trang phục dễ thương, cậu bé người Mỹ đang tỏ ra mình là một người rất vâng lời huấn luyện viên. Sau lần thử đầu tiên chưa thành công thì người cha vẫn kiên nhẫn bảo con nhớ không được rời mắt khỏi trái bóng nhé. Con hãy làm lại nào. Và khi anh vừa dứt lời thì cậu bé tiến gần rồi bất ngờ đưa mắt nhìn vào vị trí của trái bóng. Hành động này khiến cho mẹ của bé đang cầm máy quay cũng phải phá lên cười. Vị huấn luyện viên này thì cũng đưa tay che mặt vì quá kinh ngạc và tiến lại ôm con trai vào lòng. Clip này đã khiến cho nhiều người gợi nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu. Phản ứng của người cha thật tuyệt vời. Bấy nhiêu thôi thì cũng đủ cho mình cảm thấy quên đi hết mệt mỏi sau một ngày dài làm việc rồi. Các bạn thân mến, không khí Tết đang đến rất gần rồi nhưng các bạn cũng đừng quên bớt chút thời gian vào cuối ngày để chúng ta cùng nhau cập nhật lại những tin tức nóng hổi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.